Chị ơi, chị có sao không chị? Chị ơi chị. Để tôi yên. Để tôi yên. Nguyệt ơi, cố lên. Mày nhất định phải làm được. Mày phải làm vì mẹ mày và vì mày. Tao nói mày ha, xăng cổ của gì nó cũng lên giá hết trơn á. Đó mày lương chạy xe hàng ngày á, không lên được cái gì hết trơn á. Đi cái ngày đi một tài nghĩ được bao nhiêu tiền. Anh cho em hỏi không biết anh ơi. Cà phê anh ơi. Lấy anh ly đi. Dạ. Sao rồi, bữa giờ không chạy xe được không? Rồi lương tài đỡ người tao. Lương đỡ. Dạ của anh nè. Nè tiền nè cưng. Cảm ơn anh. Thì chán ơi chán. Không phải bằng lái người ta làm lương. Cà phê đây. Phải cầm tài. Ai uống cà phê không? Hai anh. Hai anh uống cà phê giùm em đi. Lấy cho anh hai ly đi. Dạ. Dạ có liền. Bé, có khó khăn gì á thì nói với anh Bảy. Anh Bảy bao hết tiếng đường miền Trung luôn á. Chỉ cần mỗi anh mỗi ly thôi. Để em không phải khó khăn ra mời chào như vậy đâu. Chú mày đề cao anh quá hả? Em nó còn nhỏ đó, nhớ vô là mệt mỏi đó nha. Có gì đâu ông ơi, cỡ vậy là vừa rồi. Đợi chút xíu hỏi bà Tư coi như thế nào. Dạ, của hai anh nè. Cà phê đá 5.000. Cho anh gửi tiền. Nhiêu em? Dạ, của hai anh là 10.000. Nè, dạ. Thôi thôi Dạ thôi, thôi em không dám lấy đâu. Để em gửi tiền thối lại cho hai anh. Dạ, cho em gửi anh nè. Rồi, dạ, cảm em cảm ơn hai anh nha. Em đi nghe. Cà phê đây. Ê, đủ ngon ăn bó hay mày. Cà phê đây. Cà phê anh ơi. Không uống thấy được dạ. Đó thấy sao mày, xinh quá ha, nhìn mướt quá hả mày ha, lâu quá đi ghé đó nha. Tư nè, giới thiệu với chú nha, đây là Nguyệt, cháu gái của tôi đó, nó cũng bán cà phê, mai mốt có gì á hai chú cũng ủng hộ nó nghe. Trời ơi, yên tâm, cháu của chị á tụi em ủng hộ hết. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn nghe. Đi vô. Dạ. Sao rồi cô chủ nhỏ, bán có được không? Hôm nay á con bán hết sớm luôn á Tư. Bán vậy tốt quá. Tư biết không, có mấy người trên xe khách á, họ ngại đi mua cà phê đó. Ừ. Lúc trước á Tư cũng định thuê người bưng bê kiểu đó, nhưng mà thấy cũng bất tiện quá. Hơn nữa già rồi, tham công tiếc việc làm gì nữa. Tư, Tư ăn sáng chưa? Ăn rồi. Hổm rài á Tư ăn chay nên cũng mau đói. Từ sáng tới giờ cũng hai cử rồi đó. Trời,
Sao tự nhiên Tư ăn chay vậy? Đứa con gái thứ hai của Tư đang bệnh. Giấy trời cho nó khỏi bệnh, Tư nguyện ăn chay nửa tháng. Tư, chị ấy đang ở đâu vậy Tư? Nó lấy chồng, làm dâu nhà người ta. Tư ơi, Tư còn gì dơ nữa không? Tư đưa cho con đi, con rửa hết luôn cho. Đó, hết rồi đó. Nghỉ tay đi, qua đây Tư nói chuyện với con chút. Dạ. Hôm nay con bán được hết ký cà phê không? Dạ rồi, con bán được hết luôn rồi đó Tư. Để con coi, chắc là... Chắc là con mua thêm được 2 ký cà phê nữa đó Tư. Mà cũng còn dư nữa Tư ơi. Mà nè, con cất tiền nong cho cẩn thận nghe không? Mà nè, con có nhớ đường tới chỗ lấy cà phê không? Hay là để Tư dắt đi thêm lần nữa? Dạ con nhớ rồi. Nè, bây giờ mình ra ngoài cổng ha. Mình đi thẳng, xong rồi qua 2 cái ngã tư á, mình quẹo trái, xong rồi mình đi thẳng, xong rồi rẽ trái tiếp. Đúng không Tư? Giỏi. Vậy lát con đi về á, rồi tranh thủ nghỉ ngơi nghe không? Ngày đầu bán như vậy á, là suôn sẻ lắm rồi. Dạ, con biết rồi. Tư, hay là con đi lấy hàng nha. Nè, nhớ mua cơm ăn á, không được gặm bánh mì nữa đó. Con biết rồi mà, vậy thôi con đi nha Tư. Thôi Tư con đi. Ừ, đi đi. Chú ơi. Dạ, con chào chú. Ủa, chú không bán qua đây. Chú bán con cho con 2 ký cà phê nữa đi. Ủa, hôm qua mới lấy đã hết rồi hả? Dạ, tại khách đông cho nên con bán hết rồi. Trời ơi, cháu có duyên bán hàng chứ. Những người đầu tiên mới ra làm á, ai cũng gặp khó khăn về khách hàng hết mà. Đâu có, con bán dạo thôi mà. Tại con chịu khó, con rau nên con bán lẻ thôi. Lần này á, còn thiếu cái gì nữa không? Chú uống tiếp cho. Hôm qua con mua đủ hết rồi. Mà con nói đây được không chú? Sau này khách đông quá, cái con cần thùng đá lớn. Không ấy, chú cộng dồn cho con đi. Khi nào đủ á, chú cho con lấy cái thùng đá ha. Rồi, được rồi, lành quá. Nè. Dạ. Cháu cứ lấy hàng đi. Khi nào cần á, thì gọi điện cho chú. Dạ. Chú cho con gửi tiền. Con cảm ơn chú. Chú nhớ nha. Nhớ cái vụ thùng đá nha. Nhớ nghe chú. Rồi. Con đi nghe.
sao vậy sớm vậy? Dạ, tại em ngủ không được thôi. Chị cũng không ngủ được hả? Không ngủ được. Xin lỗi, chuyện hôm qua nha. Em không có để ý đâu. Tại em nghĩ là chị đang buồn cho nên em hỏi vậy thôi à. Má, làm như chó mà cũng không yên thân nữa. Sao vậy chị? Thằng chồng hờ của tôi á, nó khốn nạn quá, rạc thân ra đi làm mà nó còn đánh đập nữa. Mà chị tính là chị sẽ chịu đựng như vậy hoài hả? Không chịu đựng thì làm gì nó. Chưa cưới sinh nhưng có với nhau một mặt con thì phải cắn răng mà chịu đựng thôi. Chẳng lẽ giờ bỏ nó, con mình không có cha rồi sao? Nhưng mà nếu sống như vậy mình đâu có hạnh phúc gì đâu chị. Chưa dứt sữa đã gửi về bà ngoại nuôi giùm rồi. Đi làm tối ngày có ai chăm lo cho nó đâu. Tội chị quá vậy. Mà chồng chị làm nghề gì vậy? Có làm gì đâu, đầu trâu mặt ngựa. Có nghề ngỏng á thì đỡ lắm rồi. Vậy còn chị, chị làm nghề gì vậy? Làm tay vịn cho mấy thằng ngoài bến á. Tay vịn là gì chị? Em không hiểu. Bộ có thấy mấy cái quán cà phê đèn mờ sát ngoài cổng không? Có, em có thấy. Tôi làm ở đó đó. Hay quá, vậy là chị làm cùng nghề với em rồi. Em cũng bán cà phê nè. Nè, mà chị có lấy cà phê ở cùng chỗ em lấy không vậy? Em hay lấy ở chỗ ngã tư đó. Trời ơi, cà phê của bồ á chỉ 5.000 một ly à. Còn cà phê của tôi á 100.000 một ly lận. Trời đất ơi, chị bán cái gì mà mắc dữ vậy? Ai mà mua? Trời, em đi bán cả ngày trời luôn á. Em đi bán ngoài nắng luôn mà em bán cho người ta có 5.000 ly à. Chị mua cà phê loại mấy vậy? Sao mà bán mắc quá chừng. Em bán loại 3 đó. Trời ơi, tôi chết với bà này quá à. Cà phê của người ta á có tay vịn. Tay vịn là em Út đó. Tôi làm em Út ở trọng, hiểu chưa? Dạ em không hiểu. Thôi để lát em hỏi dì Tư của em coi. Trời ơi, thôi. Chắc tôi chết với bà quá à. Bà biết bia ôm không? Bia ôm hả? Bia ôm thì em biết. Phải mấy cái vụ mà báo chí hay đăng về bia ôm đúng không chị? Hả chị? Thôi được rồi. Để lúc khác nói chuyện này nha. Bộ tranh thủ ngủ tiếp đi ha. Ngủ tiếp nha. Nhanh thiệt á. Mới đây mà đã 3 tháng rồi. Dạ. Trời ơi, tôi biết không, lúc này hả con bán lên tới 4 kg cà phê lần á. Vậy hả? Dạ. Con tính á là sẽ bán thêm buổi tối nữa. Rồi cái con để dành tiền, cái con đi học bổ túc văn hóa ở phường á Tư. Con nghĩ vậy là đúng. Đi học là cần thiết. Còn công việc buôn bán như vậy chỉ là tạm thời. Trong lúc con chưa có công ăn việc làm, nếu mà tích cóp được á thì con nên đi học nghề nghe con. Con biết mà Tư. Hôm bữa con đi ngang nhà văn hóa ở phường á, con thấy người ta dán giấy tuyển học viên bổ túc văn hóa đó. Con muốn đăng ký học lắm. Tư hỏi con này nè. Dạ. Sao mà chưa bao giờ Tư nghe con nói về ba mẹ con hay là họ hàng của con gì hết vậy? Tư thấy con có một cái gì đó không giống như những đứa trẻ bộ đời khác. Con cũng không biết nói gì về họ nữa. Con thương mẹ lắm. Nhưng mà bây giờ con chưa có đủ điều kiện để đón mẹ lên đây sống chung với con. Vậy ba con là ai? Con cũng không biết ba con là ai hết. Còn mẹ của con
Mẹ của con làm công nhân của nhà máy chế biến thủy sản gần nhà. Rồi con bỏ đi, có ai biết không? Dạ không Tư. Tư đừng có hỏi mấy chuyện đó nữa. Con biết ơn Tư nhiều lắm. Tư đã ở bên con khi mà con không có ai hết. Ừ thôi được rồi. Mà Tư bán hết sớm, Tư dẫn con đi chùa chơi cho thoải mái nha. Tư biết một ngôi chùa này đinh lắm. Mỗi lần Tư buồn, Tư hay ra đó nghe thuyết pháp, thấy lòng nhẹ nhàng lắm. Con không đi chùa được đâu Tư ơi. Để con thêm một thời gian nữa, con thấy lòng mình bình yên rồi, tới lúc đó con đi với Tư. Con nói cũng phải, con là đứa sắc sảo chứ không phải bình thường. Nhìn vào mắt con Tư thấy điều đó. Nếu con đi đúng hướng, con sẽ thành người. Con cảm ơn Tư. Thôi con đi lấy thêm hàng nha. Bắt đầu từ hôm nay con sẽ bán thêm buổi tối nữa, chứ ở nhà hoài thì buồn chết. Với lại con mà đi bán thì thấy thoải mái nè, mà có thêm thu nhập nữa. Trời, bộ muốn giành hết món của tôi luôn hay sao? Nè, làm gì thì làm, cũng phải ráng giữ gìn sức khỏe nghe không? Dạ, con đi nghe Tư. Cà phê đây. Ai uống cà phê không? Cà phê đây. Chú uống cà phê không chú? Uống đi chú. Dạ. Ai uống cà phê không? Cà phê đây. Dạ đây. Cho con gửi tiền nhà tháng này nha cô. Công việc có thuận lợi không con? Dạ cũng bình thường cô. Cũng được. Con làm riết thấy quen cho nên không thấy có vấn đề gì hết á. Trời ơi, lên như con á, thế nào cũng có nhiều anh dòm ngó à. Trời, con chỉ là tập trung công việc của con thôi à, con đâu có để ý mấy chuyện đó đâu cô. Nè, tháng sau á, cô lên 600 ngàn tháng nha. Phòng nào cũng lên giá hết á. Biết sao không, nhưng dịp hè á, hiếm phòng lắm. Cô, vậy còn điện nước thì sao hả cô? Điện vẫn vậy, nhưng mà nước á, cô lên 10 ngàn. Ở đây á, là rẻ nhất rồi đó. À, mà giờ giấc cũng được tự do nữa. Dạ, hôm ấy cô cho con thêm chìa khóa cổng nha, tại con muốn đi bán thêm buổi tối nữa. Vậy thôi con đưa cho cô 50 ngàn nữa đi. Trả tiền công cô á, phải canh cửa nè, phải thức khuya nữa. Dạ cũng được. Cô ơi, hôm ấy cô cho người coi lại cái trần nhà của con đi cô. Tại hôm bữa trời mưa á, giọt quá trời luôn á cô. Vậy con đưa cho cô thêm 500 ngàn nữa đi. Cô mua tấm lợp, tấm giấy dầu, cô lợp lên cho con. Còn gì nữa không con? Vậy thôi. Dạ thôi hết rồi. Con mà liệt kê ra chắc là con không có đủ tiền đâu mà sửa nhà cho cô. Trời ơi con nhỏ này, biết ngay mà, lúc đầu á thì hiền lành, bây giờ á mọc sừng thành quỷ rồi. Bực mình à. Mẹ chờ con nghe mẹ. Dạo này tôi thấy Nguyệt bán hàng có vẻ đắt khách quá ha. Dạ, tại do quen khách đó chị. Với lại á, thật ra em cũng xuyên đi lại mời mọc lắm mới được như vậy á. Thường như vậy á thì mỗi ngày Nguyệt kiếm được bao nhiêu tiền? Cũng tạm thôi à chị ơi.
Ờ, thì tôi chỉ hỏi á để mừng cho Nguyệt thôi, chứ không có ý gì đâu. Đừng có lo, mỗi người mỗi việc mà. Trời ơi, em đâu có nghĩ gì đâu chị. Ý của em á là công việc cũng ổn về thu nhập. Ừ, vậy thì tốt rồi. Chứ công việc của tôi á bấp bênh kinh khủng, nhất là vào mùa mưa nữa thì chịu chết, có khi nguyên ngày á chẳng có ma nào hết á. Ừ, sao mà chị không kiếm công việc nào đó ổn định hơn để làm? Công việc gì giờ, bằng cấp không có, vốn cũng không luôn, ai chịu thuê mướn mà thay đổi bây giờ. Miễn là mình chịu khó chút xíu cũng được mà chị. À, hình như Nguyệt không có bà con họ hàng gì ở đây hết hả? Ừ, dạ, có mình em à. Công nhận, Nguyệt liều thiệt á. Em đâu có sự lựa chọn nào khác đâu chị. Với lại, tự em phải tìm đường cứu em chị à. Vậy là Nguyệt giỏi rồi. Chứ còn tôi á, lúc mới vô Sài Gòn á, không cưỡng lại được sự cám dỗ, nên cứ trượt hết cám dỗ này tới cám dỗ khác. Kết quả là có một đứa con, giờ lại phải quay về báo hại gia đình, nghĩ cũng nhục lắm. Ừ. Cảm ơn chị. Nguyệt, cảm ơn Nguyệt vì hôm nay nha. Trời ơi, có gì đâu chị. Chị giúp em á, em không cảm ơn, chị còn cảm ơn em. Không phải đâu, nhờ Nguyệt á mà tôi hiểu ra nhiều điều lắm. Đâu có gì đâu chị. Thôi, em đi bán nha. Rồi có gì á, về chị em mình nói chuyện tiếp ha. Ừ, thôi Nguyệt đi bán đi, mình đi về. Dạ ha. Đi. Xe xong đợi gặp ở ngoài rồi nói. Không có được, nói ở ngoài không có được. Ở ngoài á, tụi nó đánh em chết. Hả? Cái gì? Ai đánh em? Bộ có chuyện gì xảy ra với em hả? Không phải xảy ra với em, mà xảy ra với chị đó. Ờ, chị hả? Ủa, chị đâu có gây thù oán gì với ai đâu. Đó giờ việc ai nấy làm mà. Nhưng mà mấy người bán hàng rong ở ngoài bánh xe á, đang tính phá chị, không có cho chị bán ở ngoài đó nữa. Sao kỳ vậy? Thì từ ngày chị tới bán ở bến xe á, chị bán được hơn họ, còn họ thì bán không có được. Chị nghĩ á là mỗi người bán khu mà, đâu có ai đụng chạm gì tới ai đâu. Hay là em lộn với ai phải không? Trời ơi, lộn cái gì mà lộn. Em đã trực tiếp nghe người ta bàn tán với nhau á là sẽ phá đồ của chị á. Kinh khủng vậy á hả? Ừ. Sao mọi người làm vậy được chứ? Chị đâu có làm gì ai đâu. Hay là để chị gặp chị nói chuyện với người ta nha. Trời ơi, bộ chị tính để người ta mần thịt em hả? Chị đâu phải ai cũng biết được. Em nói ra để chị biết liệu thôi. Chị mà để lộ ra là em chết trước chị đó. Ừ. Thôi được rồi, chị hiểu rồi. Chị sẽ cẩn thận. Thôi em đi bán đi, kẻo trễ đó. Dạ, vậy chị cẩn thận nha. Mà thôi chị đi trước đi, chứ để lỡ ai phát hiện em mà đi với chị á là em bích cửa làm ăn ở đây luôn á. Ừ, thôi được rồi, chị đi bán nha. Cảm ơn em. Dạ, chị cẩn thận nha. Ừ. Dạ, con cảm ơn. Lần sau chú ủng hộ nha. Chị ơi, uống cà phê không? Ủa, anh. Em pha sẵn phần của anh rồi nè. Cầm theo đi đường nha. Ờ, cảm ơn em. Không sao đâu. Ha, em đi ha. Ờ, ok em, bye. Ai uống cà phê không?
Cà phê không chú ơi? Cà phê đây. Cà phê đây. Cà phê đây. Em. Dạ. Đến ly cà phê đá đây. Cà phê đá hả anh ha? Dạ. Em đẹp mà bán cà phê uổng quá. Vậy làm vợ anh đi, anh lo hết cho. Thôi mà anh Bảy cứ chọc em hoài à. Dạ rồi, của anh nè. Nhiêu em? Dạ, 5.000. Rồi cho anh gửi tiền. Rồi cảm thôi. Cảm ơn anh. Rồi, không có gì. Cà phê đây. Cà phê đây. Anh, anh uống cà phê ủng hộ em đi. Lấy anh ly. Cà phê ngon lắm, em tự pha nhà đó. Ít đường ha anh ha. À. Dạ, cà phê của anh nè. Nè tiền nè cưng. Em cảm ơn nha, ngày mai ủng hộ em nữa ha. Sẵn là em giàu đó. Ờ, anh biết rồi. Cà phê không? À, anh Trực, tới cửa cà phê nè. Không được rồi, nếu mà chúng ta không thực hiện gấp á, thì thế nào con Nguyệt này cũng sẽ hốt hết khách cho mà coi. Từ ngày mà nó về đây á, là doanh thu của mình á giảm đáng kể luôn á. Đúng, bà nói đúng. Nếu cứ vậy á, chẳng mấy chốc nó gom về một mối, chúng ta sẽ đói nhăn răng còn gì. Chúng ta không thể nào ngồi một chỗ nhìn nó tung hoành ngang dọc được. Bán ngày chưa đủ, nó còn tranh thủ bán đêm nữa. Bộ nó nghĩ bến xe này á một mình nó bao sơn hay sao á. Nó không lễ phép thì làm gì chúng ta phải mất thời gian với nó như vậy chứ. Chỉ cần dặn mặt cho nó một lần cho nó sợ. Dặn cái gì mà dặn? Phải làm sao á để nó không còn xuất hiện ở cái bến xe này nữa. Phải mạnh tay lên. Vậy trong tụi mình ai sẽ là người ra tay? Bây giờ phải cẩn thận, đừng có manh động. Từ trước tới giờ bến xe đang bình yên, chúng ta chung chi cho bảo vệ thuận lợi cho chúng ta hành nghề rồi. Con bé đó cũng chung chi đó, mà còn mạnh tay hơn chúng ta. Nghe đầu nó là đứa bán hàng rong thôi, chứ không phải là cháu bà Tư Căng Tin đâu. Đúng rồi đó, nếu mà chúng ta làm loạn lên á, ban quản lý bến xe sẽ siết chặt hơn. Như vậy thì chúng ta sẽ bị để ý, rất là khó làm ăn. Như vậy chúng ta phải đổi chiến thuật. Chúng ta không cần thiết phải ra tay, mà mướn tụi nó ở ngoài đó vào bữa tối vô quậy phá nó, rồi tụi mình á giả bộ bảo vệ nó, nhưng sau đó âm thầm phá hủy sự nghiệp của nó. Vậy là mất tiền nữa đó nha. Đương nhiên bà Tám sẽ có trách nhiệm theo sát con Nguyệt để lấy lòng tin của nó. Tôi sẽ đi kiếm mấy thằng móc túi ngoài cổng để vô làm vụ này. Vậy hết bao nhiêu tiền ông phải báo cho tụi tôi biết, xong rồi mới quyết định nha. Bây giờ giải tán, đừng có tụm năm tụm ba nữa, nghe sự chú ý. Ok, rồi giải tán. Bán hết hàng rồi hả con? Dạ hết rồi Tư. Hết rồi sao buồn vậy? Dạ đâu có gì đâu Tư. Vậy thì tốt rồi. Bây giờ con coi hàng dùng Tư một chút nha. Tư đi vô bệnh viện. Ủa Tư, Tư bị gì mà vô bệnh viện vậy? Tư thì không sao, nhưng mà ông Nhã, ông say rượu, ông té cầu thang, bị trật khớp chân rồi. Mới đưa vô bệnh viện hồi tối hôm qua để nẹp cái xương lại. Trời đất ơi, vậy bây giờ chú có làm sao không Tư? Không có gì nguy hiểm hết á. Thì kệ ổng đi, cho ổng gãy chân cho ổng khỏi đi. Tối ngày nhậu nhẹt với mấy cái đám vô công rỗi nghề không à, mệt mỏi lắm. Tư, thôi mà Tư, Tư để đó con dọn cho, còn phụ Tư ở quán được. Tư vô bệnh viện với chú đi, chứ để chú mình tội nghiệp lắm. Vậy cũng được. Để tôi qua bên kia tôi lấy tiền rồi tôi đi liền. Hả? Tôi cần nhiều tiền không? Hay để con chạy về nhà con lấy cho tôi mượn nha. Thiệt là khổ. Đáng lý ra tôi không đến nỗi thiếu tiền như vậy. Tại vì mới gửi tiền về cho đứa con gái xong, giờ ổng bị như vậy nên giờ tôi phải mượn tiền góp. Chứ giờ cũng không còn tiền nữa. Tư, mà tôi cần nhiều không? Cần tiền chỉ để dàn túi thôi, chứ hôm qua nhập viện tôi cũng đóng tiền viện phí hết rồi.
Bây giờ sợ vô đó rồi bác sĩ kêu đóng những tiền lặt vặt thì Tư không có. Dạ. Tư, này Tư cầm đi. Giờ cũng có nhiêu đây à? Tư cứ đếm đi. Chỗ này chắc khoảng triệu mấy à. Nhưng nếu mà Tư cần thêm á, để con chạy về nhà con lấy thêm cho Tư mượn nha. Ở nhà con có để dành thêm ít nữa. Thôi 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 thôi, Tư không có mượn tiền của con đâu. Con buôn bán cực khổ mà, có lời nhiêu đâu mà Tư mượn. Thôi mà, Tư cứ cầm lấy đi. Con có giúp Tư bao nhiêu đâu mà Tư kể. Nha. Ừ, thôi, Tư vô bệnh viện lo cho chú đi. Để con coi quán cho. Vậy thôi, Tư mượn đỡ của con nha. Rồi có gì mai mốt Tư trả lại. Cảm ơn con nhiều lắm nha. Cảm ơn con cái gì không biết nữa. Tư nè, mà Tư vô bệnh viện á, Tư nhớ nha, mua gì ngon ngon ăn đi. Mấy ngày nay con thấy Tư vất vả, Tư ốm nhom rồi kìa. Thôi, Tư đi nha. Dạ. Em ơi, em. Ừ. Dạ. Sao tự nhiên ngồi ở đây giờ này vậy? Có nhà sao không về đi? Em tự ở dưới quê lên, em không có gì hết á. Em không biết đi đâu cả. Bộ em không có người thân ở Sài Gòn hả? Không, nếu có em đâu có ở đây. Chị nói nghe nè. Trời, mình là con gái mà giờ này ngồi đây vậy hả? Nguy hiểm lắm luôn á. Biết sao giờ chị? Giờ không ấy á. Em về phòng trọ chị ngủ một đêm đi nha. Rồi sáng mai mình tính tiếp. Được không? Chị ở với ai? Chị hả? Chị thuê phòng trọ ở có một mình à. Chị cũng như em vậy đó. Chị cũng đâu có người thân ở đây đâu. Chị làm gì đây? Chị bán cà phê nè. Bán ở bến xe á. Yên tâm đi, chị là người tốt đó. Chị không có hại em đâu. Về phòng trọ chị nghỉ ngơi đi rồi mình tính nha. Chị không ngại em sao? Chị chưa biết gì về em mà. Chị thấy em hiền lành dễ thương nữa. Không lẽ chị giúp em vậy rồi em hại chị hả? Làm gì có. Em về nhà chị ngủ có phiền không? Phiền gì mà phiền không biết. Nếu như mà phiền á chị không kêu em về đâu. Có gì sáng mai chị đi làm sớm á thì em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi ha. Cho thoải mái đi. Rồi chị về rồi chị em mình gặp. Vậy đi ha. Đi. Đi đi cưng. Nhà trọ chị ở gần đây nè. Mấy bữa nay tăng ca mệt ghê á bà. Vô đây đi. Ê, ai vậy ta? Là ai vậy? Sao nhìn quen quá vậy? Tôi thấy nó quen quen á. Nhưng nó làm gì mày? Bình Triệu á. Đúng rồi đó. Đó chứ ai. Bữa tôi thấy mấy ông xe ôm á đánh nó chứ ai. Đúng rồi. Nó chứ ai nữa. Biết làm gì bị đánh hoài à. Chắc thứ tiền hay sao á. Thôi kệ đi. Mấy bà tám quá. Chuyện của người ta. Làm gái mà giỡn mặt nó chảnh chảnh thấy ghét à. Thấy quen quen. Trời. Thiệt hả? Tao nói thiệt đó. Em ngồi đi. Dạ. Em. Dạ. Mệt không? Có đau bụng không? Chị có gì ăn không? Em cảm thấy đau bụng quá à. Ở nhà chị có mì gói không à? Hay không ấy á? Chị đi mua cái gì cho em ăn nha. Thôi mì gói cũng được. Vậy hả? Chị nấu cho em ăn ha. Ngồi chơi đi, chị nấu em ăn nha.
Chị ở đây một mình hả chị? Ừ, nhà chị ở có một mình nè. Phòng chị không có gì hết trơn á, buồn quá à. Trời ơi, chị đi buôn bán cả ngày à, tối về á mệt đừ luôn, chị biết lăn ra ngủ à, đâu cần gì đâu. Em cũng thích cửa sổ của chị hả? Dạ, nhìn ra ngoài cũng thú vị quá chị. Ừ, ở ngoài bờ sông mát lắm, nên thỉnh thoảng á chị cũng hay đứng đó đó. Đi, ra ngoài kia ngồi ăn đi. Dạ. Nè. Em ăn đi, từ từ coi chừng dạ, đúng đó. Dạ, cảm ơn chị. À, em nè, em cứ từ từ ăn nha. Dạ. Chị đi tắm á. Dạ, chị tắm đi. Người mà hôm qua em nhìn thấy quen lắm nè. À đúng rồi, có chuyện gì không vậy? Ờ, nhìn thấy quen lắm, hình như làm gái ở cầu Bình Triệu á. Không có đâu, bạn của mình hiền lắm, coi chừng bộ nhìn lầm á. Chắc em lộn quá. Em ngủ dậy, lấy tiền kiếm gì ăn đi nha. Chị đi bán, chiều chị về. Cà phê đây. Ai uống cà phê không? Ký đầu mịp vợ. Cà phê thơm ngon đặc biệt đây. Cà phê không?
mấy cái đứa này đi đứng gì kỳ vậy? Người ta vô ý, bà làm gì ghê vậy? Vô ý mà đã vậy rồi, cố ý á, không biết tới làm sao nữa à. Vô ý thì sao, cố ý thì sao, bây giờ phá đồ của chị luôn nè. Ê, ý kiến cái cò. Cái đứa này, phá làm cái gì kỳ cục vậy? Nè, qua đứa này. Ê, đâu có gì mà. Ê, qua đây, qua đây, qua đây. Trả lại đây. Nè, đâu có chị. Có người ta. Trả lại cho chị. Có người ta. Trả lại mày. Mấy đứa này mất dạy quá à. Chị có sao không? Đổ hết rồi. Chị làm cái gì mà nó phá đồ chị vậy? Chị không biết nữa, chị đâu có làm gì đâu. Trời ơi à, thôi lụm đồ vô đi chị. Mấy cái đứa này thiệt tình luôn á. Đổ hết rồi. Trời. Thôi em đừng có buồn nữa. Của đi thay người Nguyệt à. Chắc chắn á, ngoài bến xe có người làm phản. Bây giờ Nguyệt tính thế nào? Bây giờ em thấy mệt mỏi quá chị ơi. Thôi đừng buồn nữa. Mất tiền chưa phải là mất hết, mình làm ra tiền được mà. Em biết là như vậy, nhưng mà tiền để dành của em bây giờ mất hết rồi chị ơi. Em không có tiền để làm lại từ đầu. Em không có còn gì hết á. À, Hà có ý kiến như vậy. Không biết ý Nguyệt thế nào. Hà có mối quan hệ với nhóm bảo kê ngoài bến, chúng ta có thể hợp tác được không? Em không hiểu. Vậy nè, Nguyệt cứ đi làm bình thường, Hà sẽ đứng ở sau hậu thuẫn cho Nguyệt. Hà sẽ nhờ mối quan hệ của nhóm bảo kê, lúc đó không có ai dám động tới Nguyệt và công việc của Nguyệt đâu. Mình có cần phải vậy không chị? Em đâu có thù oán gì với ai đâu. Vậy là Nguyệt không có hiểu gì rồi. Tại vì môi trường ngoài đó rất phức tạp, ở đâu thì cũng có người đứng đầu. Nhưng mà bảo vệ bến xe họ sẽ làm gì hả chị? Bảo vệ thì họ cũng là người, cũng cần có thu nhập. Và Hà chắc chắn một điều á, là họ cũng bị giới giang hồ chi phối thôi. Đó, Nguyệt thấy không? Khi Nguyệt bị như vậy á, có ai giúp Nguyệt không? Vậy bây giờ em phải làm sao hả chị? Hà sẽ đầu tư cùng Nguyệt. Nguyệt cứ đi bán bình thường, còn Hà sẽ bảo kê vòng ngoài cho Nguyệt. Còn lợi nhuận á, thì Nguyệt tính sao cũng được. Hà không có quan trọng chuyện tiền bạc lắm đâu. Cũng là cái cảnh làm mướn nên Hà hiểu mà. Thôi được rồi, vậy lợi nhuận mình chia đều nhau nha. Vậy là Nguyệt yên tâm làm lại từ đầu rồi nha. Mọi việc sẽ khác xưa, Nguyệt yên tâm đi.
Anh nghĩ là công việc ở quán cà phê của em á không có tồn tại lâu đâu. Không có em cũng có người khác à. Hiểu không? Gần 10 năm nay em mua vui cho người khác đủ rồi. Sau này con em lớn lên, nó biết anh không phải là cha của nó. Đúng đó là sao đây? Em cũng tính là nghỉ bên quán cà phê rồi, nhưng mà bên đó chưa có đào thay thế, nên bà chủ kêu em giúp bà thêm vài bữa nữa. Không có thằng đàn ông nào mà thấy vợ mình lả lơi với thằng khác mà chịu nổi hết trơn á. Đúng không? Đây là cơ hội để em thay đổi công việc, làm lại từ đầu nữa. Nhưng mà anh quen em cũng từ công việc này mà. Nhưng mà em phải thay đổi từ từ chứ, không thể nào làm gái bao cho mấy thằng khác được hoài. Em thay đổi rồi thì chi phí sinh hoạt làm sao, trong khi công việc của anh thì bấp bênh vậy á. Thì đúng là công việc của anh nó bấp bênh thiệt, nhưng mà so với những người bạn của em đi, thu nhập của con Nguyệt đó nó không có nhỏ đâu. Hơn nữa bây giờ nó đang rất gần mình nè. Suy nghĩ xa hơn chút xíu nữa chứ. Em đồng ý là em sẽ thay đổi và cùng làm với con Nguyệt. Nhưng hiện tại em chưa thể dứt công việc được. Bởi em không muốn mình sống với nhau đàng hoàng hả? Em không muốn anh làm cha hợp pháp của con em hay là sao? Hay là em muốn sống kiểu vợ tạm chồng hơi dị hoài? Anh là chỉ muốn tốt cho con em, tương lai của em thôi. Em hiểu rồi. Mai em sẽ nói chuyện với bà chủ nha. Không cần phải nói nhiều, cứ gì tới đó thôi. Xin nghỉ vậy thôi. Còn bà đó, bà mà làm gì lộn xộn với em á, nói với anh biết, anh đang vô mặt bà liền. Anh chỉ được cái ghét à. Ghét làm sao? Sao? Hôm nay á, Nguyệt cứ ra làm việc bình thường nha. Bất cứ đứa nào chỉ cần nhìn điểu Nguyệt thôi là có người xử đẹp liền. Nguyệt đừng có lo ha. Chị ơi, không có cần căng thẳng vậy đâu. Chuyện cạnh tranh nhau là chuyện bình thường mà. Có điều á, em cũng bất ngờ lắm. Em không hiểu sao người ta đối xử em tệ như vậy nữa. Chẳng có gì á là bất ngờ cả. Chuyện cướp nồi cơm của người khác á xảy ra nhan nhản ở ngoài đường mà. Đất chật người đông, thóc gạo có hạn cưng à. Không lẽ phải chà đạp lên nhau thì mới sống được hả? Đương nhiên. Bây giờ hôm nay á, Nguyệt mang thùng đá ra ngoài cổng phụ để ha. Hà sẽ trông coi giùm cho Nguyệt nha. Ủa? Chị, sao không để ở chỗ quán của dì Tư? Chỗ đó vừa sạch sẽ nè, lại còn có dì Tư trông coi cho em nữa. Bây giờ công việc đã thay đổi rồi. Tại vì Hà với Nguyệt đã làm chung với nhau, không còn như trước nữa. Với lại sợ phiền phức cho bà Tư nữa. Sao tự nhiên gây khó khăn cho mình vậy? Dì Tư của em dễ lắm, không có gì hết á. Chính vì bà Tư dễ nên mình không có nên làm phiền bà Tư nữa. Giả dụ có trường hợp bất khả kháng xảy ra thì tội cho bà. Lỡ khi tụi nó quay lại phá tiếp thì liên lụy cho bà Tư. Em biết rồi. Vậy một lát nữa em ghé cái tiệm của dì Tư á, rồi em lấy cái thùng đá luôn ha. Không cần phải nói nhiều về sự hợp tác của Nguyệt và Hà đâu. Chỉ cần nói á là không muốn liên lụy cho bà Tư nữa là được rồi. Tại vì bà Tư á cũng chả ưa gì Hà hết á. Dạ. Cái gì? Cô mang thùng đá đi hả? Dạ. Mà con để ở đâu? Trời ơi, sao con lại thay đổi như vậy? Tư đâu có suy nghĩ gì đâu mà con phải làm vậy. Dạ không phải mà Tư, con tính là để bên ngoài được rồi. Thiệt ra con cũng đã suy nghĩ rồi. Bây giờ đã tới thời điểm mà con phải tự lập á. Con không nên làm phiền gì Tư vậy nữa đâu. Con suy nghĩ gì mà kỳ vậy? Mấy tháng nay con để ở đây vẫn bình thường mà, có vấn đề gì đâu. Con biết mà, không có ai tốt với con như Tư đâu. Nhưng mà Tư ơi, vì con á mà Tư gặp rắc rối, con không có đành đâu Tư. Với lại con cũng suy nghĩ kỹ rồi đó. Hay là để con mang thùng đá ra ngoài, khỏi phải liên lụy Tư nữa. Rồi ai trông nom cho con?
Nước đâu mà con rửa ráy? Còn bao nhiêu thứ nữa, đâu phải chuyện giỡn chơi đâu Nguyệt. Dạ con biết mà Tư, con lớn rồi, bây giờ hả con tự làm được hết rồi. Tư, tin con đi. Con nói Nguyệt thiệt á. Nhanh lên. Ờ, đợi Nguyệt xíu ra liền. Trời ơi, Nguyệt, con giao vô với con Hà đó đó hả? Có biết nó làm nghề gì không? Con biết. Nhưng mà Tư, Hà bắt đầu từ bữa nay á hả, nó bán chung với con luôn á. Tư đừng có lo, con tự chủ được mà. Chuyện gì vậy Tư? Trời ơi, nó tồn tại ở cái bến xe này mấy chục năm nay rồi con biết không? Nó làm biết bao nhiêu chuyện rồi đó. Con biết mà, Hà nó làm tay vịn cho người ta đúng không Tư? Vậy là sao? Thì đi bán bia ôm cho người ta đó. Vậy mà con nói bình thường đó hả? Trời ơi, điều gì làm con thay đổi dữ vậy Nguyệt? Trời ơi, thôi mà Tư, Tư lo xa quá à. Con vẫn là Nguyệt mà, con vẫn bán cà phê dạo mỗi ngày. Ngày nào mà con không gặp Tư, con có đi đâu đâu mà Tư lo cho con dữ vậy? Trời ơi, con ăn trúng cái gì mà con thay đổi trong vòng một ngày vậy hả Nguyệt? Thôi mà Tư, Tư giúp con lấy đi nghe Tư. Thôi bây giờ con đi bán xong á, con nói chuyện với Tư sau nghe. Để con Hà nó hối con hoài kìa Tư. Đi Tư, đi. Con đi nghe Tư. Ừ. Con là con yêu Tư nhất luôn đó. Nguyệt ơi. Ờ. Làm gì lâu quá vậy? Đi. Đi, nhanh lên. Vô, vô. Để thâu tóm tụi nó. Nguyên bên trong bến xe, mình cần phải có thời gian tiếp xúc với tụi nó từ từ. Và cái điều chính á, quan trọng là phải đối đãi với tụi nó như thế nào. Hiểu chưa? Theo em nghĩ á, mình phải làm một vụ dằn mặt cả đám tụi nó mới lấy số má được. Ở bến xe lực lượng bảo vệ dày đặc à, nhưng mà chỉ có một số ít là chung chi được thôi. Theo em nghĩ á, mình nên giải quyết bọn tép riêu đám tay trong trước thì hay hơn á. Chính ra mình làm kiểu cò con mà còn có cái mà ăn, chứ làm kiểu giang hồ thứ thiệt mình chưa đủ tầm đâu. Tao cũng nghĩ giống thằng Phúc đó. Nói về người đó, mình đã không đủ sức rồi. Nhìn cái tướng tụi bay đi, mẹ nó, nhìn như hai con cò ma đứng còn không vững bề đặt làm giang hồ. Anh Nghĩa, sao anh mất tin tưởng tụi em vậy? Băng đảng nào mới thành lập cũng phải khó khăn về nhân sự, phải từ từ mới lớn mạnh được chứ anh. Đúng rồi anh. Ngoài việc thu nạp á, thì chúng ta còn phải bỏ thời gian để huấn luyện tụi nó. Chứ mà nghĩ đến đám tụi Khánh Trắng, em thèm chảy nước miếng luôn anh. Trắng 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 cái đầu của mày á, mày tưởng dễ à? Cả một vấn đề nghe chưa. Thị trường của Khánh Trắng á là bao trọn gói của toàn khu vực. Còn tụi mình á, chỉ thâu tóm có mấy bọn bán hàng rong thôi, có con mẹ gì đâu. Ngu gì chó. Bộ dạng của mày đi, có ai sợ không? Không lẽ cầm cái kim tiêm của HIV ra hù dọa người ta? Gặp thằng nào nó cao cơ hơn, nó quay là nó chọc cho mấy phát, vợ mẹ nó hết ven cho mà biết. Tao nghĩ ra cách rồi. Tao để cho con Hà gần gũi với con bé bán cà phê ở trong bến, từ từ thu nạp từng đứa một. Anh kêu chị Hà ra hả? Không còn cách nào khác á. Đi từ từ, từng bước. Còn tụi bay, ngày mai lượn lờ trên bến xe bảo vệ nó, có manh động gì thì ra tay. Mấy đứa băng dạo rồi để con bóp mũi cũng được. Wow, nhỏ nhìn tươi dữ vậy ta. Ê, im lặng hết nghe chưa? Đừng có nhìn người ta hao háo như lũ chó săn vậy. Dạ. Chó tụi mày, con này bán hàng thu nhập khá lắm đó nha. Qua đây em. Đây hả chị? Anh,
con bé này mang ra nhậu được anh. Dạ em chào mấy anh ạ. Dạ chào em. Chào anh. Đứng ra mày, lấy ghế cho người đẹp ngồi. Mấy anh tới lâu chưa? Hết kết bia rồi chị. Dạo này nhìn ngon ra á nha. Công nhận được anh Nghĩa chăm sóc thấy hơn trước đó nha. Sao hôm nay bán hàng ổn không em? Hai người làm á thì phải khác một người chứ. Nguyệt nói hôm nay kỷ lục tiêu thụ 7 ký cà phê luôn á. Dữ vậy đó hả? Vậy là quá tốt rồi. Mà có ai dòm ngó nữa không em? Không anh. Hình như anh cho người theo dõi hay sao mà em thấy có hai thanh niên theo dõi tụi em từ xa. Tất nhiên là phải bảo vệ chứ em. Trong bến bây giờ an ninh kém lắm. Hở một chút nó giết liền. À quên giới thiệu với Nguyệt, đây là anh Nghĩa, chồng của Hà. Nguyệt biết rồi đó. Còn đây là anh Phúc. Chào em. Còn đây là anh Hải Đen, một tay chơi có hạn đó nha. Chơi quá nên tướng tá nó ra gì đó. Đề nghị mấy anh nghiêm túc cho. Em Nguyệt còn nhỏ nên chưa có quen việc tiếp xúc vậy đâu. Em Nguyệt rất nổi tiếng với việc bán cà phê. Chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ hai người đẹp, nhất là vợ tao đó. Anh này. Nè, bây giờ nâng ly chúc mừng em ta cùng chung chí hướng. Hả? Vô. Vô. Nguyệt. Vô chị. Dạ, em không có biết uống. Uống đi. Khi mình ra giang hồ ăn chơi thì ít nhất phải biết uống bia, đúng không? Em nó còn nhỏ, chưa có quen mà. Im đi. Phúc nói đúng đó. Làm ăn thì phải vô tiếp, đâu phải ai cũng nhậu nhẹt được. Bia rượu chỉ dành cho những người đẳng cấp và khẳng định chính mình thôi. Em chúc mừng công việc và chúc mừng sự nghiệp của mọi người đang đi tìm chính mình. Mời. Vô. Mời, vô. Mấy anh. Mời em. Vô. Nguyệt, đó nó dậy. Lên lên. Đứng lên. Thôi, Nguyệt quá. Nguyệt. Đứng lên. Đã nói nó không biết uống rồi à. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Để đi có gì làm cho. Thôi để em đưa nó về, nó xỉn quá rồi. Em về nha, xách hai giỏ về giùm em đó. Rồi ok chị. Thôi. Ê, vô đây, lại đây. Con này rất là dễ chén. Nhưng bây giờ không phải lúc. Mình phải biết bỏ những cái nhỏ để vươn tới những cái lớn hơn. Anh bỏ phí quá. Làm có một chút mất mát gì đâu anh. Không được. Bây giờ mới là sự khởi đầu thôi. Tụi bay phải biết kiềm chế mới đạt được thành quả lớn hơn. Rồi vô. Vô. Nhớ mặt cho tao hả mày? Ây da. Mấy người là ai? Mấy người làm gì vậy? Làm cái gì hả? Đồ hết của tôi rồi, mấy người đền cho tôi đi. Đền hả? Nếu mày thích á, tao đền cái mạng này cho mày. Giờ có cần phải đền không? Đập chết mẹ mày bây giờ. Nói cho mày biết, mấy hôm trước đàn em của mày dứt đồ đàn em tao. Tao chưa trẻ đâu mày ra. Là mày may mắn lắm nha mày. Nghe. Đây là lần cuối tao nhắc lại. Từ nay trở đi, tao không muốn thấy cái mặt mày ở bên này. Nghe chưa? Sao? Không phục hả? Hả? Mày biết cái này gì không? Cái này là kim tiêm của thằng nhiễm HIV giai đoạn cuối. Bắn người ta. Tao cho mày hai con đường lựa chọn. Thứ nhất là mày sẽ chết liền. Thứ hai là mày sẽ chết từ từ. Tao á sẽ tìm từng người trong gia đình của mày. Tao sẽ tặng cho mỗi người một cây kim y chang như cái kim này. Mày chọn đi. Mày chọn đi. Dạ em xin lỗi mấy anh. Anh không dám nữa. Mày còn muốn bán ở chỗ đây nữa không? Dạ. Còn muốn không? Dạ không, dạ không. Ngoan. Như vậy là tốt lắm. Nhớ nha mày. Dạ. Biến mày. Tao bữa đầu mày bây giờ. Ha
người làm gì vậy? Làm gì? Mấy người làm gì vậy? Buông tôi ra. Làm gì hả mày? Mày. Lần cuối tao thấy mặt mày ở đây, nhớ chưa? Nhớ vậy mày. Nghe không mày? Tao nói cho mày biết, lần sau mà tao thấy mày lảng vảng ở bến xe này, tao treo mày lên cây nha mày. Phải khô mày luôn đó. Biết mày, biết mày. Chị Nguyệt, lại đây. Dạ cảm ơn anh. Lại đây. Hả? Em nói này nè. Khoan, chị Nguyệt. Khoan, cái gì vậy? Chị hay tin gì chưa? Hả? Mày nói cái gì? Mới hồi sáng này xuất hiện một nhóm giang hồ lão quắc à. Nó đánh dì Bảy, đánh chị Huệ và lão đầu trọc nữa. Chắc là nó sẽ tìm chị nữa đó. Trời, cái gì mà ghê vậy? Lâu chưa vậy em? Mới hồi sáng này mà ba vụ rồi đó. Mà nó toàn nhắm như những người bán cà phê giống như chị không à. Còn những người bán hàng như em thì không có sao. Trời đất. Rồi mấy ông bảo vệ bến xe có biết thông tin gì chưa vậy? Nó mà lộng hành như vậy á là nó mua bảo vệ hết rồi. Em nói vậy đó, chị cẩn thận nha. Ừ, chị biết rồi, chị sẽ cẩn thận mà. Cảm ơn nha. Vậy em đi nha. Ừ. Chị Hà, tối nay chị qua phòng trọ của em đi, em cần nói chuyện với chị. Em nghĩ là chị nên đi nói với anh Nghĩa giùm em đi. Dừng mấy cái việc đánh đập hù dọa mấy người trong bến xe lại đi. Người ta có công việc của người ta mà. Bây giờ mà mình làm mạnh tay quá, rồi gia đình, rồi con cái của người ta sống làm sao hả chị? Cuộc sống là vậy đó. Mình không chà đạp lên họ thì họ cũng hất chân mình à. Nguyệt cũng thấy đó, việc họ đập đồ phá Nguyệt như thế nào mà. Thì em đồng ý chị là việc đó, nhưng mà đâu có phải là cách chị và anh Nghĩa đang làm là đúng đâu. Mình phải giải quyết trên phương diện nhẹ nhàng, để mọi người còn sống và làm việc trong hòa bình nữa chứ. Ngay lúc đầu á, tôi đã nói với Nguyệt, mình cần thâu tóm lại thị trường, với lại bảo vệ công việc của Nguyệt hiện tại. Đó là tâm huyết, là cần câu cơm của Nguyệt. Bây giờ Nguyệt thay đổi làm sao? Con người ai cũng có người tốt người xấu. Một phần là do điều kiện sống ảnh hưởng. Nếu mà chị cứ mạnh tay như vậy á hả, em nghĩ chuyện hợp tác của em với chị sẽ... Tôi không hiểu Nguyệt muốn gì nữa. Nguyệt bị bọn giang hồ đập phá, rồi Nguyệt tìm đến tôi. Tôi giải quyết cho Nguyệt triệt để, thuận lợi hơn trong công việc. Nguyệt lại quay ra trách tôi nữa. Cuối cùng á là Nguyệt muốn cái gì? Em muốn mọi việc như ban đầu đi chị. Việc ai nấy làm đi cho nó xong. Kể cả việc tụi nó quay lại đập đồ Nguyệt hay sao? Thôi được rồi, Nguyệt cứ từ từ suy nghĩ rồi quyết định. Chén cơm của mình mà bị người khác hất đi rồi trộn cát vào, Nguyệt có ăn được không? Hả? Con đang bị vợ chồng con Hà chi phối, con biết không? Vợ chồng của anh Nghĩa, chị Hà chỉ hợp tác bán hàng với con thôi à. Hợp tác bằng cách đánh đuổi hù dọa người khác là sao con? Con cũng đang suy nghĩ nhiều đến việc đó đó. Con biết là vợ chồng Hà đang đi quá xa, nhưng việc đó ngoài tầm kiểm soát của con đó Tư.
Con không thể nói lời lẽ vô tâm như vậy được. Con nghĩ rằng mình đang vô tội sao? Con mới nói là mình vô tội, nhưng mà thật lòng con thấy rối bời quá Tư ơi. Bây giờ con tính hành động hay là im lặng? Con cũng không biết nữa Tư. Ê, có con bé này ngày hôm qua cho giang hồ đánh bà béo phải không? Mới làm có mấy bữa mà bày đặt liên kết với ma cô hả? Coi chừng quả báo đó. Con thấy chưa? Con thấy hậu quả của việc không suy nghĩ thấu đáo của mình chưa? Con cũng không biết chuyện của mình tệ đến vậy đâu Tư. Con cũng bất ngờ trước chuyện này nữa mà. Thôi, để từ từ dì tính. Con thấy chán nản quá. Mọi việc bây giờ đang bế tắc kinh khủng. Thôi đừng suy nghĩ gì nữa, càng suy nghĩ thì càng rối thêm thôi. Mặc kệ đi, miễn sao Tư hiểu con là được rồi. Con về nghe Tư, Tư bán hàng đi. Tư nghĩ thì con nên dành chút thời gian nghỉ ngơi đi. Cứ lao vào công việc như vậy có ngày bị gục ngã đó. Dạ, con về nghe Tư. Tôi làm gì mà anh đánh tôi vậy hả? Mày làm gì hả? Mày làm gì thì tự mày biết. Mày làm gì thì tự mày biết. Biết không? Mày làm gì tôi biết. Cả ngày tôi làm quần quật ngoài đường, làm vậy vẫn chưa đủ với anh hay sao? Tao quản lý mày được trên 24/24 không? Được hay không á thì tự biết. Tôi chẳng làm gì sai hết á. Mày có chắc là mày không làm gì có lỗi với tao không? Hả? Hả? Anh tự trả lời câu hỏi đó đi. Tôi đã bỏ những gì anh yêu cầu rồi. Tôi chấp nhận bán hàng rong ở bến xe. Tôi chấp nhận làm mọi thứ để nuôi sống bản thân, thậm chí cả anh nữa đó. Tiền nhà ai trả? Tiền đứng nước ai lo? Tiền sinh hoạt ai trả? Nếu không phải tôi thì là ai? Chưa đủ anh thỏa mãn hay sao? Hả? Hả? Mày kể em mày. Mày kể công với tao hả? Kể công với tao hả? Tao tin được đồ nói của một con đĩ không? Hả? Tôi làm đĩ đó. Trước kia làm đĩ kiếm tiền nuôi con, bây giờ nuôi trai nè. Làm đĩ không công cho anh đó, anh thỏa mãn chưa? Làm đĩ không công cho tao nè. Làm đĩ không công cho tao. Hả? Làm đĩ không công cho tao hả? Làm đĩ không công cho tao hả? Mày thú nhận với tao là mày làm đĩ rồi nha. Tao cho mày biết thế nào là làm đĩ nè. Làm đĩ hả mày? Làm đĩ. Đồ chó đẻ, tao đi làm tao nuôi mày chưa đủ sao? Mày nỡ đối xử với tao như vậy hả? Đồ khốn nạn. Sao mà chị chịu đựng dở dữ vậy không biết nữa. Đây đâu phải là lần đau nhất đâu. Có lần tao đánh Hà dập lá lách đi cấp cứu luôn á. Trời, vậy chị bỏ qua được cho ảnh nữa hả? Biết sao giờ, không thể tìm thằng nào chấp nhận làm ba của con gái tôi được. Đàn ông trên đời này thì thiếu gì hả chị? Nếu như mà chấp nhận lấy đĩ làm vợ thì phải biết chấp nhận đứa con không biết dòng dõi là ai. Nhưng mà em nghĩ chị còn sức có thể tự kiếm tiền để nuôi con mà, đâu có cần người đàn ông nào đâu. Cuộc sống không dễ như Nguyệt nghĩ đâu. Dù Hà có đi đâu thì nó cũng tìm ra, đánh Hà cho tới chết nếu có ý định bỏ trốn. Nhất là nó biết nhà Hà ở dưới quê á, nó không có để yên đâu. Rồi không lẽ có chấp nhận cuộc sống mãi như vậy hả?
Hà đâu có lựa chọn nào đâu. Chấp nhận, cái nghiệp nó như vậy rồi. Cũng may á, là hộp gà rẻ. Chắc phải mua sỉ hộp gà để dành lăn dần. Ê, 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 ê. Trời chị. Cái này không có ăn được mà. Cái này á, bao nhiêu chất độc là hút vô đây hết rồi đó. Sao chị ăn vậy? Có chết đâu mà lo. Mấy lần trước á, đánh dập lên hết mà còn chưa chết kìa. Chị còn ở đây không thấy hả? Còn ăn hộp gà là được rồi. Vậy cái này ăn luôn không? Cảm ơn. Cà phê đây. Ai uống cà phê không? Anh ơi, uống cà phê không? Không uống đâu. Đi đi, đi. Ủa, sao vậy? Hôm nay không uống. Vậy em đi nha. Đi đi. Ê, Mười, hôm nay bắn được không? Hả? Mười, Mười. Chú Sáu ơi, sáng giờ chú thấy Lộc đâu không vậy? Không thấy. Anh Bảy, uống cà phê giùm em đi. Không uống đâu. Đi đi, đi. Mua giùm em đi mà, từ sáng tới giờ. Hôm nay không uống. Đi đi. Vậy em đi nghe. Úi da, đau á. Trời ơi. Em tay tôi ra. Em có sao không vậy? Tôi không cần bao quan tâm. Hả? Sáu. Sáng giờ sao bán được không? Sáu ăn cơm chưa? Anh ơi, cà phê nha. Không uống. Uống cà phê giùm em đi. Không uống. Dạ. Dạ rồi. Em cảm ơn anh. Trang. Dạ. Trang. Không. Ý. Lại đây. Trang. 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 Nè, mà xin lỗi rồi đó nha. Làm nư nữa là chết với anh đó nha. Anh đếm đến ba mà không quay lại, đừng có trách sao chồng mình nóng tính nghe chưa. Chồng mình đã biết lỗi xin lỗi rồi. Căng quá vậy. Hả? Xin lỗi bao nhiêu lần rồi? Vợ chồng nào mà còn không lúc này lúc kia. Để bụng hoài vậy. Mà cũng tại em á, lúc chồng mình đang nóng cứ dên dên cái mặt lên. Ghét thì phải đánh thôi. Anh nói gì vậy? Thử xem, người ta đánh anh như vậy anh có chịu được không? Ê, lạc đề rồi nghe cưng. Dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về. Nghe chưa? Thôi, có chuyện cần bàn nè. Đừng ở đó mà giận hờn nhau hoài vậy. Nghe chưa? Lúc nào á chẳng có chuyện cần bàn. Bàn xong á thì đánh đập vậy á. Khổ quá. Thái độ vậy hoài là sao? Nói chuyện nghiêm túc nè. Nghe không? Em có muốn con gái em xuống đây không? Hả? Anh nói sao? Anh suy nghĩ kỹ rồi. Mình phải cho con xuống đây thôi. Để nó xa mẹ không tốt cho nó. Nó còn nhỏ lắm. Anh sẽ kiếm việc làm để phụ em nuôi con, để tích góp cho tương lai nữa. Anh nói thiệt hay nói giỡn vậy? Sao hôm nay lại nghiêm túc vậy? Anh là đàn ông,
cứ dựa vào em hoài hả? Nhục nhã, bất tài lắm. Em cũng vất vả nhiều rồi, đến lúc anh phải bù đắp cho em mới được, không thể trông cậy vào em mãi được. Anh mà nghĩ được như vậy sớm hơn á thì tốt biết mấy. Vì nên anh mới cần bằng bạc với em chuyện này mà. Chuyện gì vậy? Anh nói thử coi. Đến lúc chúng ta đẩy con Nguyệt ra khỏi bến xe được rồi, đó là mảnh đất màu mỡ để cho mình tạo dựng mà không có cần giống nhiều. Hả? Không được. Thôi mà, sao mình có thể đối xử với Nguyệt như vậy được chứ? Vô duyên. Sao là không được? Cuộc sống mà, bánh hạn chế mà người thì đông, không giành giật nhau làm sao có bánh mạng, cặp đất mạng hả? Nhưng không thể giành giật bằng mọi cách được. Dù sao á, Nguyệt cũng tốt với em mà. Người tốt đó hả? Người tốt là không có nghĩa người ta hy sinh hết cho em, để em lo cho con em, lo cho gia đình của em. Hiểu chưa? Em suy nghĩ đi, suy nghĩ chuyện này đi rồi mình tính tiếp. Không thể nào làm khác được. Nếu em muốn đón con em xuống đây để mà chăm sóc, đau hả? Ừ. Anh xin lỗi nha. Ngủ đi em. Hả? Con cũng biết làm sao giờ nữa. Con nói chuyện với chị Hà á thì chị vẫn bảo vệ chính kiến của chị. Tư ơi, con rối quá à Tư ơi. Mình cũng giống như người ta, kiếm ra đồng tiền cũng giật giật lắm, chứ đâu có dễ sinh của người dân đâu. Suốt từ hôm xảy ra chuyện đến giờ, Tư thấy mấy người đó chuyển qua bán vé số rồi giá xe ngoài đường, Tư thấy tội nghiệp quá. Thôi đi Tư ơi, Tư đừng có nói nữa. Tư nói hồi con cảm thấy con có lỗi hơn nữa. Con nói thiệt á, con mà biết sự việc như vậy á, con bao giờ hợp tác cái kiểu chụp giật như vậy đâu. Tư nghĩ bây giờ cũng khó mà làm lại từ đầu, nhưng mà con phải cứng rắn trong mọi việc, đừng để cho vợ chồng nó nắm quyền. Nếu không thì con cứ nói thẳng ra đi, rồi viết ra làm riêng như lúc trước. Tư, liệu con có còn yên ổn làm ăn giống như là lúc trước không Tư? Con sợ con cũng sẽ chịu chung số phận với mấy người đó. Khổ ghê vậy á. Chứ bây giờ cứ như vậy, chẳng khác nào con đang cướp chén cơm của người ta.